Lâu nay khi mà nói đến trà thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến một loại đồ uống chứ không phải là một món ăn đúng không ạ? Vâng, thế nhưng trà đã trở thành niềm cảm hứng sáng tạo của nhiều đầu bếp quốc tế. Ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì có một đầu bếp người Ý. Ông đã sử dụng trà như là một nguyên liệu nấu nướng với mong muốn sẽ mang đến những món ăn ngon có một không hai cho những thực khách của mình. Phô mát tươi, cá hồi sông khói, hai món vitello tonnato, còn gọi là món thịt bò muối với nước sốt cá ngừ. Đó là những món ăn truyền thống của vùng Piedmont, quê hương của đầu bếp Francesco Mina. Những món ăn quen mà lạ, bởi người làm ra nó đã sử dụng một loại nguyên liệu đặc biệt, đó là trà Đà Lạt. Trà là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Sống và làm việc ở một nơi được thiên nhiên ưu đãi như vậy, tôi không thể không nghĩ tới việc sử dụng trà trong các món ăn của mình. Tôi bắt đầu thử nghiệm với trà xanh để làm format. Francesco hiện là nhà sản xuất format tươi duy nhất ở Đà Lạt. Mỗi ngày anh tự tay sản xuất khoảng 20 kg format kiểu truyền thống, tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng. Sau khi thành công với món format trà, Francesco đã dùng trà để chế biến nên những món đặc sản khác của vùng Piedmont. Ở Việt Nam, trà thường được dùng để làm sạch cá hoặc làm giảm vị tanh. Nhưng tôi đã nghĩ đến nhiều món ăn khác sử dụng lá trà như một nguyên liệu chính. Và hôm nay, tôi đã dùng trà để làm món cá hồi muối. Công thức phổ biến của món này cần phải có lá thì là. Nhưng tôi đã thay thế bằng lá trà. Vị chát của trà sẽ giúp tăng hương đầu và hương cuối cho món ăn. Không phải ngẫu nhiên mà trà đó là một cái thức uống mà toàn thế giới họ cho rằng không chỉ là một thức uống bình thường mà nó là một cái thứ thuốc mầu nhiệm. Nó làm rất nhiều cái lợi ích. Mình thấy là tất cả những món ăn, thí dụ như bình thường mình ăn như là phô mai hoặc là cheese hay là cá hồi, nó có một cái vị nó như kiểu nó được nó làm giàu có lên và nó rất là lạ khi mà nó hội nhập với cả cái trà của Đà Lạt ở một cái vùng cao và cũng là cái vùng khí hậu nó cao và nó mát và nó trong lành như vậy, thì thật sự đây là một sự kết hợp rất là hài hòa. Trà được biết đến là một thức uống đã có từ hàng ngàn năm, là một nét văn hóa lâu đời trong đời sống văn hóa của người Việt. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, trà Việt vẫn tồn tại, phát triển và mang một vẻ đẹp rất riêng biệt. Chính những vẻ đẹp này đã tô vẽ thêm cho bức tranh ẩm thực sống động đang ngày càng phát triển tại Đà Lạt.